Hai anh em Phương xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị nhé. Dạ, hôm nay hai anh em đi giặt lưới nha các bạn. Lấy cái tay lưới lớn này. Bên nhà ông anh gần ở xóm này có cái hầm, có cái đìa lớn lắm. Cá dưới cũng nhiều các bạn. Nên là lớn quá anh không có tát được. Anh kêu mấy anh em qua kiếm cách nào bắt ít cá lên ăn. Thì mình mới lấy tay lưới nè, chuẩn bị qua bên hầm đó mình giăng nha các bạn. Thì hôm nay Quế bận công việc, Quế không có đi được, nên hai anh em chúng nó qua giăng kiếm ít cá ăn nha các bạn. Cái lưới này lâu lắm mà không xài, lưới này lưới lưới neo, lưới thả chứ mà lưới thả, lưới này để lên sông Tiền, sông Hậu rồi thả, chứ ở đây lỗ lớn quá không dính cá. Giờ mình xuống đìa. Giờ xuống đìa thấy coi có dính không à? Kiếm hàng khủng à? Dính hàng khủng à? Đây, cái đìa chà bá lửa luôn nha các bạn. Vô này lớn lắm. Nước nó giật tới cỡ này. Mình thả từ góc này, mình thả chéo qua bên kia luôn. Cái này phải có chiếc xuồng thả dễ ha. Này biết khiên xuồng mình qua. Cái lỗ luôn được. Lỗ động này. Không sợ động, sợ nó lên bắt cái bả. Động con đâu sợ này đâu. Càng động càng tốt, động vô mấy mé cá nó chạy ra. Rồi nắm đầu này phải không? Dạ. Giờ mình thả từ góc này nha các bạn. Chéo qua bên đó đó. Rồi chắc cá lùa đập cá nó mới chạy. Có phải đầu đó không? Sao đầu đó nằm dưới rồi đen ơi. Thấy không? Thấy không? Ăn nè. Đó. Tại bỏ lâu quá. Mày đây, đứng yên đi, tao đi thẳng qua bển nha. Khỏi đứng đó đi. Từ từ đứng đó đi. Đứng góc đó mà máng vô cây đó cũng được nữa. Lấy cái đầu đó máng vô cây đó. Máng vô cây cũng được, con đi trên. Đang đi vòng quanh đó đập cái là nó chạy rồi, khỏi cần kéo. Máng lên cái đầu cây đó là được rồi tự. Máng giữa cây đó tư lên đi. Gấp gì đâu. Văng tí xíu nó mới đâm mà. Lùa nó mới đâm. Lấy con dây đó buộc vô cái đầu cây đó là được rồi. Bắt cái giò luôn phải không? Rồi muốn chơi tới đâu chơi đi. Này xình lúng cho nước cũng còn nhiêu đó. Hầm cỡ này em mà có được cái hầm này chắc thả cá dữ lắm. Cái hầm kia nhỏ quá, mình thả dày quá cá nó không lớn. Cái hầm cỡ này thả cá mới đã. Cá bắt quanh năm mà mình không có thả hầm nữa bạn. Thả cái hầm mình nhỏ quá, thả bây giờ nó cũng dày cá lắm rồi. Nên là nó không có lớn. Rồi quá rồi. Cá chà bá không. Rồi mấy con cá ra tầm kìa, cá vô luôn kìa. Thank you.
Trời ơi, con cá gì bự. Coi chừng con cá đó, con cá hồ á. Cá nó vô chắc banh lưới luôn. Dễ gì dính đó, nó vậy. Có cá dồi với cá mè nè, mè cám, mè vinh rồi nè. Mè qua. Ủa. Ồ, dính đằng đó kìa. Lấy cái thau bự đây, đây. Cái thau bự xuống gỡ lại dài đi để không thôi nó ngợp. Nãy thỏ gây sợ cái nước nó được, nó dùng dính được. Dùng dùng thì cá cá này cỡ 1 ký trở lại thì được, còn ngoài 2 ký bình thường. Cá 3-4 ký nó quậy cái bung rồi. Bỏ sao cho được. Thôi đó, đằng đó nó đâm đi nẹo nẹo đằng đó rồi đó. Cái dồ là. Thì đó cá dồ, mấy con cá dồ, cá mè. Cá dồ dính vô không? Ôi ơi. Cái vinh rồi luôn. Đủ thứ cá chứ. Rồi nó thao xuống đi Tư ơi. Rồi biết biết rồi. Cái rảnh nè, mạnh mạnh không trời. Cái anh này anh gì mà làm dữ vậy? Rảnh với mày vinh là cá hàng khủng không á. Mè. Ồ có dồ nè. Thả hết trơn rồi. Thở rồi. Ờ mới lên nó vậy, nó vậy á. Gỡ nha. Đúng không có gỡ cho. Cái đó cá mè hả? Mè. À, ủa. Ôi, cá mè. Lấy cái gỗ không? Khỏi. Mè cám. Ủa, rồi vậy. Vậy dữ vậy. Rồi, hết vậy. Này phải có cái thao lớn á, cái thao bự nữa, cái thao thứ mình đặng á. Có cái thao bự như vậy nè, còn làm chùm lên hả? À, có cái thao bự thật bự. Cái linh con nào? Con này ế mà. Cái linh hết. Lấy cái thao thỏ đỏ bự nãy á. Coi cái linh nè các bạn. Cái linh này lão luyện luôn à. Để đi sao đó. Trời ơi, nó bại luôn. Cái dạng lấy thao nữa nè. À, lấy cái thao xanh lấy chùm dừa đó. Rồi, xong cá hô rồi. Không, cá dồ. Cái dồ hả? Cái dồ, thấy cá dồ ở ngang mà. Ờ, nó quậy hơi dính rồi đó. Cái dồ bự đó. Quá thao rồi. Ờ, mấy cá dảnh thì làm giống mấy cá dảnh ở sông Tiền, sông Hậu á hả? Ừ. Đó. Cái mè. Mè cái vinh. Mè với cái dồ nữa kìa. Rảnh. Quá, cực này. Mấy năm rồi rồi. Ô, cá bự dữ vậy. Cái dồ đúng rồi nha. Cái dồ cái dĩa ngóc nhỏ lên. Biết này mày biết gỡ tao bù chất. Vô đây mấy con này nó quấn gì nó mới dính nổi. Quấn ít là nó đâm liền. Đâm chỗ. Nào ấy xé một hai mặt lưới. Ba màng mà nó vô nó quấn không chịu gì nổi. Giá tôi hỏi thằng Đen, được không nè, được. Vợ tôi thở dằn gách lưới chú, trời ơi. Đụng còn hai người mới được chứ mình lên sao dằn được. Lưới phải dằn phải có gách rồi đó. Ừ. Mang vô cái gà. Mẻ gà á. Để ổn. Cái giò. Cái giò mẻ gà đi, mẻ gỡ. Rồi kiếm người mà bán từ rồi chứ ăn uống gì hết dính thứ này. Đại ăn đã lên bỏ thuốc lạnh. Đá cho nặng. Mày cải thả ai chơi thôi. Thả. Đó chị. Ừ, sáng đi vậy đi. Bỏ bé gà luôn hả? Cái gà kia bỏ luôn.
Ông ngoại à, nó tới giờ sao con kêu để tới giờ mới kêu. Trong hầm mà cái giờ nó ú quá ha. Gỡ rồi đừng có quậy nữa là nó đâm nữa, đâm dính. Sạch sẽ luôn chứ không phải giỡn nè. Cái này còn hơn là vết tát hầm nữa đó. Nhiều quá bỏ vào trong cái lấy cái thau khác. Ồ, cái dảnh. Cái dảnh này xong tiền xong hậu luôn rồi. Đó. Đó. Mè cám này màu lớn lắm thứ này. Mè cám với mè qua màu lớn lắm. Mè qua nó ăn ngon hơn. Chưa đâu. Được mà. Bỏ lên cho có cái gì rộng sống ha, ăn ngon. Cái này cái gì? Cái gì vậy? Ép. Trời ơi, cái ép gần 1 kg á. Ồ, cái này dính kìa. Ờ, cái linh kìa. Cái linh lấy cà bá. Cái linh. Quý năm phân mà dính cái này. Cái linh nó hai mắt nó làm nó lòi quá dữ. Rồi đi ra luôn. Cái đó tôi ngồi tôi câu dính con cái mé. À. Lâu lắm rồi không thấy, mấy cái hầm lâu năm này mới có nha các bạn. Cái ép mình ngoài sông giờ làm gì mà có được cá bự gì. Vậy. Ủa những cái thiệt bắt biết cái con. Trừng nó lại đi cái lỗ đó. Biết rồi. Đó cái linh đó. Linh. Thì lần con nào con lấy tới thì chơi. Nó con cái giò á. Đó, cái giò đó bự lắm rồi. Ủa, khủng khiếp cái giò. Trên. Cái giò đó là 3 kg. Cứ vượt qua gỡ nó trước hay gì? Hay để gì? Để đi từ từ. Từ từ quá. Gỡ con đó đem lên gọng trước đi đây. Không sao, sợ nó lủng lưới chứ đâu không động làm gì. Lủng không sợ lủng mà sợ nó chết á. Cả mạng á. Ổng thịt hết trơn à. Dạ. Ổng bắt thịt mà. Cái này lượt là cá bự hết trơn á. Nó chứ cũng dễ gì bắt hách nó được. Còn cá chỗ này chăng cá hồ. Rồi đó tôi thả cá hồ lâu lắm mình cũng cốc. Mấy năm. Rồi cá cốc nữa kìa. Đó, cái giò. Giò cá này qua. À giò. Ôi giời ơi. Cá phi nó làm ổ lắng lứt cái giò luôn vô. Chở ba con cá này mấy có phi không? Nó cá mè nè. Này văng cũng kỹ như sông Dầm Nao nè. Cá mè này bự rồi. Bự không? Ừ. Cái đầu chà bá lửa nè. Chưa nắng nổi đầu ngốc nhóc kìa. Bởi vậy là tôi hỏi chú Phơ coi văn lưỡi lưới văn. Quay. Wow, thế con cá đó, bờ con cá đó là dảnh tay á. Cái giò đó quậy cái gịch lưới luôn á. Đó, con nữa. Cái linh nè. Linh hết hồn cái linh nè. Còn cái linh đó mới đã. Dính đùm một bốn ba bốn con lượt luôn. Cái kỳ đó cái linh tôi chài sao nó lại không chỗ rồi chú. Tôi chài một cái tôi gần nhiều kia 5 kg. Còn bộ cái linh không là cái linh nó ở bầy. Mấy cái mày dẫn nó bay quá bay. Mới nó bay mà nó cờ hết bay.
đầu dưới này nó gì nè. Đây rồi, lão già. Dạ dạ, xích ra. Xích ra. Đó, nó sẵn. Cái này cá mè, có hai loại cá mè. Cá mè này, cá mè cá mà không có cá mè hoa. Cá mè hoa nó bong 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 bong. Dạ. Cá mè hoa cái đầu nó nấu ngót một cái tới mà. Thì đó thằng đó nó nói, chú mua cá này về chú thả mau lớn đó. À, mấy con này thì nó mau lớn. Cá mè hoa nó lớn gì lắm. Cái linh. À, cái linh kìa. Mè hoa nó mà đủ, đủ sức nó lớn lâu mười mấy ký. Mấy hai chục ký. Ủi mau dữ ha. Trời ơi trời, nó sắn vô đầu luôn. Cá dảnh nó bay sắn vô mặt luôn. Mới vừa dãy vô thao rồi bắt. Đó bay kìa. Đụng lưới. Đó. Bây giờ vậy là mưa. Cái linh đã rồi. Cái linh còn cỡ này không? Cái dầu quay. Ừ, cái dầu nó uống nu à. Con hèm mà. Đủ mồi nha. Ba con lượt luôn mà nội. Hầm này, cá ăn đủ mồi. Nhà tư nấu rượu mà hèm này kia đồ đặc. Ăn thoải mái. Cái hầm lớn cá như đây là vừa. Đâu có dày đâu như hầm mình. Ừ, hầm mình dày. Mình về quá không đủ ăn. Đây đây. Cá sấu, cá sấu. Dữ lắm rồi, cá giò đó nó quậy dữ lắm rồi. Cá sấu. Con nào cá ngon ngon cá giò bự rộng lại để nó chết ăn không ngon tư. Rộng cho nó không sống chú ơi. Sống cho cá giò có nước tí xíu bỏ vô mấy cái khạp á. Bỏ vô cái dèo, cái dèo đó nuôi cái gì? Nhỏ. Ừ. Thả vô cái dèo đó đó. Cái dèo đấy nó gọng cá, đó cái linh kìa. Cái linh chừng nào ấy. Đó. Cái này chục con là chục con ký ạ. Ăn đủ rồi. Con cá này cá gì? Cái mè đó. Mè hoa phải không? Không, nó là mè cám. Mè cám luôn hả? À, đủ cá bự này. Mày cám không à? Ủa sao nhỏ cái đầu mày lớn mình. À đúng rồi mày cám. Nãy giờ không có mày qua. Mày qua nó bông. Gì nè. Trời ơi mấy bay. Làm dạ. Để cái giờ chứ đi. Dạ. Bài nó. Ý là không có quậy cặp mé nữa nha Tư. Có dầu thấy gọn cái dầu không đủ nó đâu. Không thể nào, có dầu nó có cả 2 kg rồi chú. Ở trên nó hơn à, hơn 2 kg. Dầu lớn lắm. Cá dẫm nhiều ha. Mày dinh ít, mày dảnh nhiều. Mấy con cá nhỏ nhỏ múc thao nó đổ nước nhiều rồi. Còn cái thao bự đỏ nó đâu đây mới đổ cái rồi không? Thao đỏ nè, thao bự á. Nhờ hên con cá là cái hầm này không có cá chi lai. Có chi lai là nó ăn mấy con này hết. Nhỏ nhỏ thả xuống nó quất hết. Thả gì? Ngày thì tự nó vô hên tôi thả con cá mày vinh rồi không? À cái mày vinh đó ha. À mày vinh cái mày đó thả ba cái bự rồi nè, cái mày hôi rồi nè. Đó.
Khúc này biết sao dính nhiều hơn không? Mát nè. Mát. Thế nào mình bao ở đây cái động nó chạy ra. Ồ, cái he. Cái he hả? À. Cá này to lạc cái là tới tiền luôn. Cái he mình ở đây khó kiếm lắm á. Cá đó kho ăn béo dữ dằn. Lúc này điểm ra cái giò không chứ? Cái rảnh nó khôn đụng lưới nó nhảy à. Nồi trống luôn. Ừ, tôi quên phải nhớ dăng cái mùng sẵn. À, cái mùng đó đó, cái mùng đằng kia đang rộng. Cái đó cái đồ gào vịt. Ờ, gào vịt ha. Mùng cứ bỏ dưới nhà luôn hết dăng. Dăng cái mùng mà mình rộng nó lại mình bắt lên ăn từ từ để nó chết nó ăn hết ngon. Chứ nhiều quá mình ăn không có kịp. Ăn này mấy tháng luôn. từ từ bợ em lên. Cái mè bự à. Từ bợ em lên. Chỗ này con nào mới chẳng chẳng luôn nè. Mát mẻ quá vô chẳng chẳng luôn ha. Chỗ mát mà. Ồ dưới đây kìa. Từ từ. Em nào cũng lên chứ. Văn lưới ngoài xong mà được kiểu này rất cái tối ngày đi văn lưới hoài quá. Làm giàu luôn. Làm giàu luôn. Rồi. Rồi, chạy em. Rồi, đâm lại nữa hay gì? Không phải nè. Cái gì á? Cái hồ cá cóc. Cá cóc. Dở lên kìa. Trời ơi, cá cóc. Trời ơi, con cá cóc. Vô rồi. Trời ơi, con cá cóc kìa. Khủng khiếp cá cóc. Cá cóc này hơn 2kg rồi. Hơn. Cá này 3kg luôn. Tới cá cóc. Không, cá cóc quá. Rồi, nắng rồi. Quay qua lại bên đây. Hấp thụng cá cóc dòm đá trời. Cá cóc này 1kg mấy trăm lần đó anh Tư. Cá cóc này mấy trăm ngàn ký đó. 300 vậy đó. Sống à. Không chết sống. Không cá sống á. Hỏi ra ra mua mình bán được liền được. Cá này phải cá này phải ra chợ mới được. Rộng. Ra chợ mà mày hướng chỗ bán mới được. Hướng ra chợ rồi trước đi. Cái cốc càng bự càng mắc tiền. Đợt đó đi xuống xuống Gò Quao đó. Ừ. Anh kia anh mua ảnh cho con 2kg mà 500 mấy á, ký 250 ngàn á. Cá 2kg á. Thả lại bắt thả thấy mẹ đi. Đó rồi, cái dồ á. Hàng khủng. Ồ cá con này 3kg nhầm nhò vậy. 3kg đâu hết. Ê. Hả? 3kg đâu hết, ôm nó lại đi. 3kg nhầm nhò gì đâu. Ôi con này 4-5kg quá. Làm dữ vậy bạn. Nhú lên gì đây rồi những câu. Quá wow, con này nặng 5kg không hết nè. Cái đầu trà bá lửa luôn kìa. Tại mày lấy thao mày bơ cái thao. Nó lăn mới dính đó đó. Con này hơi bị mất cái gai trên nữa rồi mày. Cái bề bản nó dày kìa. Cái đầu trà bá lửa.
Con này 5 kg không hết đâu. Cá đợt rồi hồi đó mình dính con 7 kg nè. Bự hơn mấy chứ. Đâu có lớn hơn con này nhiều đâu. Mà con này nó dày, thịt nó dày. Con này dày thịt. Chừng cái gai nó quậy đây nè. Cái con này nhỏ xíu rồi Tài ơi. Hả? Chuyện nói Tài con này nhỏ xíu rồi. Chưa dẫy đây nha, dẫy là chịu nổi đây nè. Thả nó xuống. Tay dịnh miệng trên đó. Dùng cái đầu nó kìa. Dịnh cái miệng ở với hai bên gai nó đây nè. Dậy một cái là sức rồi. Chuyện hỏi nè. Cái đầu. Đó. Đầu cá dữ lắm. Dày. Dày hơn cá mình bắt xong nhiều. Dày hơn. Bự gì cái miệng ảnh không bự mấy à. Con này. Thấy cái miệng nhỏ rồi ta. Miệng nhỏ xíu. Con nào đây? Cá linh già, cá linh lâu năm. Cóc nữa đó. Cóc nữa. Cá cóc bây giờ là cái nào trả không à? Khô khóm. Vợ sống không chịu ăn. Chơi con dây xưa. Cá bự này đâu có xương. Cá bự này đâu có xương đâu. Phải như cá nhỏ. Nào trả không à? Mấy cá bự đó nấu ngót với khô khóm. Nó lẩu á. Cái cóc nó bự dữ, bự dữ ăn cái cóc cỡ 2 kg à. Rồi cái cóc con đó hơi trên 2 kg á. Con nó từ 2 kg rưỡi lên. Rồi cái cóc 3-4 kg nữa mà. Nhà tôi cá mè dinh này nè, là vợ tôi nào trả nè, chị ra nào trả. Cái con tôi không chịu ăn, khó lạc, khó gì. Đúng rồi, mè dinh này nó chỉ có nào trả thôi. Có con nào lớn lắm thì mình khó lạc rồi được. Rồi, cái linh. Thứ 5 phân rưỡi mà cá linh nó dính là biết cỡ nào cá linh. Rồi cuốn lưới xong nha các bạn. Này Quốc có một dạo lưới một rộng lại đó ăn tới tới tháng sau mới hết. Rộng lại dài đó ăn hoài luôn á. Rồi anh em cũng dăng lưới về xong nha các bạn. Cũng tắm rửa rồi. Thì Phương có bắt lại con cá cóc bự các bạn. Để rộng lại rồi để chút chiều làm món nha các bạn. Tại giờ có hai anh em à. Cho nên Phương chưa có làm món. Chiều Quế xuống rồi với rồi rủ mấy anh em lại với anh Tư cái chỗ ngoài nhà giăng lưới các bạn. Thì, qua mình làm món cá cóc sau nha các bạn. Về mần mấy con cá lấy đầu lại để dành kho cho mấy con kia. Giờ có hai anh em mà làm cá cóc ăn không hết rồi, chiều mấy anh em mới tập trung lại thì mình sẽ làm món sau nha các bạn. Thì video đi giăng lưới trong đìa của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn, chào cô chú anh chị nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.
Video sau thì mấy anh em sẽ làm món cá cóc á. Món cá cóc bự dùng mình, cá cóc cũng hiếm á. Hiếm có cá lớn. Trong đìa mới có á. Vậy con đó trên 2 kg rồi bạn. Con đó trên 2 kg. Nên mấy anh em tập trung lại 3-4 người đồ làm món ăn mới hết.